Chào các bạn đã quay trở lại kênh. Trước mặt là hình ảnh sông Sài Gòn về chiều, nhìn qua bên kia sông là trung tâm quận 1. Clip này nói về dự án đang thi công xây dựng đối diện với tòa nhà bị bỏ hoang Sài Gòn One Star World. Đó là trụ sở Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại 21 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé. Tòa nhà này được khởi công vào cuối năm 2018, nhưng mãi cho đến nay mới bắt đầu thi công trở lại. Dự án trụ sở Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh có quy mô đầu tư xây dựng hơn 20.000 m2 trên diện tích khu đất 3.567 m2 với phạm vi công việc gồm bảo tồn nguyên trạng khối nhà A ở mặt tiền đường Tôn Đức Thắng đã có và xây dựng mới một tòa phía sau với 21 tầng nổi, 2 tầng hầm và hệ thống kỹ thuật công trình hiện đại với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng. Công trình được xây dựng trong thời gian 800 ngày, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2021. Tòa nhà này có vị trí quá đắc địa, ngay trung tâm quận 1 và sát bờ sông Sài Gòn, nhìn thẳng về dự án Empire City. Tiến độ tòa nhà này đang thi công thô, hiện đã lên đến sàn tầng 8. Mọi người cùng xem cảnh tàu thuyền qua lại liên tục trên sông Sài Gòn và cận cảnh tiến độ tòa nhà này nhé.
Clip đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Mọi người nhớ đừng quên đăng ký, like và share để ủng hộ kênh để có thêm thông tin tiếp theo nhé.